Đó là Will thì quá rành SC rồi đúng không? Tại vì có không? Mình đã từng ở chung một nhóm nhạc mà. Trời tôi quên. Quên luôn hả? Trời đất ơi. Anh ơi. Ủa? Vậy đúng hả? Quên. Trời ơi. Tại tự nhiên đang ở chương trình tới mình quên. Mình nhóm nhạc, nhạc chung. Ủa mà tại sao mà có một người có trí nhớ kém như vậy mà có thể làm MC được ta? Trời vậy mới hay, vậy mới ăn tiền được chứ trời ơi. Vậy mới lạ đúng không ạ? MC à? MC biết sao không? Người ta là người ta học thuộc lòng từ trong hậu trường rồi. Người ta đây đây chỉ thuộc lòng thôi. Rồi xin mời người bạn cụ thành viên với nhau nè. Bạn có thể nói một tí không? Nay chiến lược của bạn là mặt mi hả? Ngơ ngác kìa, mặt mi kìa. Đâu có ngơ ngác đâu. Tại mi mừng quá khi gặp lại ST. Biết sao mi với ST đóng chung phim với nhau ở trong phim mừng. Đặc biệt là tham gia game show rất là nhiều. Không biết bạn nói là ca sĩ hay diễn viên mà tham gia game show rất nhiều, suốt ngày đi chơi game show. Em nói không như vậy. Không có tập trung vào chuyên môn. Em nói cái gì? Lại cho nghe coi. Trời ơi. Em nói cái gì? Em không biết cái gì. Dạ em không nói, em không biết SC là diễn viên hay ca sĩ. Tại vì em thấy bạn đó suốt ngày đi chơi game show. Trả lời liền, dặn đây, mặt liền. Đây tôi sẽ trả lời một cách chính thức cho tất cả mọi người. Tại vì có rất là nhiều người thắc mắc là SC tại sao SC tham gia game show quá nhiều mà SC không có ra dự án hay là không có đi đóng phim, không có ra bài hát gì hết. Thì SC kế hoạch là bào game show. Đúng rồi, bởi vì khi mà mình xuất hiện, mình không có đóng những cái phim truyền hình giống như là Băng Di được đúng không? Thì mình phải xuất hiện những cái show truyền hình để cho người ta nhớ cái mặt của mình. Bây giờ là SC đâu người ta cũng nhớ hết. Hồi xưa tôi đi chùa nha, bây giờ kể một rốt cuộc là diễn viên à, là tới chùa luôn. Bây giờ cái cô bán nhà cũng biết SC nữa. Thật hay quá. Đó, mà hôm nay SC đứng đây và SC cảm thấy là có rất là nhiều người quen, nào là người chị của SC trong nhóm nhạc của SC, rồi người bạn của SC trong phim. Ủa sao rồi, người chị của SC là sao? Người chị của SC trong nhóm nhạc của SC là sao? Mẹ thiếu thốn tình thương người chị. Thì mình phải giúp đỡ thằng bé, em hiểu không? Na là một người bạn đã từng quen trong một chương trình nào đó. Rồi, đây là một người mà SC rất là ghét trong bộ phim gần đây. Trời. Nói chung là ai cũng quen hết.